Hello anh em, rất vui được gặp lại anh em trên channel YouTube của Yato Việt Nam. Hôm nay sản phẩm chúng ta là gì? Tôi sẽ mang các bạn khám phá sản phẩm máy hút dầu bằng tay Yato IT0707 500cc. Chào mừng các bạn, đây là toàn bộ sản phẩm. Sản phẩm được làm từ nhôm sơn tĩnh điện, có thể tích là 500cc. Sản phẩm sẽ được chuyên dụng dùng để hút dầu nhớt từ hút từ chỗ nọ và bơm ra chỗ kia với ống nối dài. Tôi sẽ nói sơ qua về sản phẩm nhé. Sản phẩm được kết cấu từ nhôm sơn tĩnh điện cao cấp. Bên đây có mạ có khứa nhám để trong quá trình sử dụng tay mà có dầu là sẽ có thể cầm nắm được. Ở bên đầu đây thì chúng ta sẽ có hai lỗ, hai van, một là van in, một là van out. Van in là van vào. Van vào thì sẽ có một van chống tràn ngược. Chúng ta có dầu chỉ có thể vào được chứ không ra được. Còn đối với van out thì chỉ dầu chỉ ra được chứ không hút ngược vào được. Đó là công năng của sản phẩm. Thì đi kèm với cả cái piston bơm này thì chúng ta sẽ còn có hai cái ống nữa, ống tiêu đây. Thì sản phẩm này sẽ đi theo cùng với cả cái này. Đó, chúng ta có thể cắm vào đây và sử dụng. Nguyên lý sử dụng, chúng ta cắm đầu in vào bể cần hút dầu, kéo lên xong, và khi chúng ta đưa ra chỗ nào đấy ao thì chúng ta bơm ra. Sản phẩm này chỉ sử dụng cho những cái nhu cầu sử dụng khoảng rất là ít dầu thôi, từ 500cc đổ lại thôi. Còn đối với những cái nhu cầu mà lớn hơn, chẳng hạn như hút dầu của thùng phi ra, thì chúng tôi có sản phẩm Yato IT07115 là sản phẩm bơm dầu quay tay, có thể hút dầu từ thùng phi ra với tốc độ hút rất là nhanh. Ngoài ra, vì dây rất là dài, chúng ta có thể cắm một đầu in vào thùng có và cắm một đầu out vào thùng chúng ta muốn bơm, và cứ thế chúng ta sẽ vừa hút vừa bơm. Đó, thì trong quá trình hút bơm thế này, mỗi một lần chúng ta sẽ hút được khoảng nửa lít. Trong khoảng 10 lần bơm thì chúng ta sẽ hút được khoảng 5 lít dầu từ bình nọ sang bình kia. Đó, về cơ bản sản phẩm của chúng ta có mục đích như vậy. Các bạn có thể mua sản phẩm của chúng tôi tại website yato.vn, và chúng tôi sẽ để link của sản phẩm ở bên dưới phần mô tả sản phẩm. Các bạn có thể xem giá và có thể comment ở bên dưới để nhân viên chúng tôi tư vấn kỹ hơn nhé. Đừng quên like và subscribe channel để ủng hộ chúng tôi ra những video tiếp theo. Cảm ơn, hẹn gặp lại.